vậy là trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu. Thưa quý vị các bạn, chúng ta hãy cùng chờ xem trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ của giải đấu năm nay sẽ có kết quả như thế nào đây. Bây giờ sẽ là tình huống tấn công của các cầu thủ Titan Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là pha dứt điểm đầu tiên thuộc về cầu thủ mang áo số 18 bên phía Sài Gòn Titan. Đây cũng sẽ là một bài toán khó khăn dành cho Lucy Hạ Long. Dứt điểm! Vẫn còn! Vẫn không vào! Hai cú dứt điểm liên tiếp được quý vị các bạn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Bóng đập cột bật ngược trở lại và người dứt điểm nói đó là Hữu Thuận. Tuy nhiên cú đặt lòng của Hữu Thuận lại chưa chính xác. Lên bóng dành cho các cầu thủ Sài Gòn Titan. Đây là tình huống phản công. Chưa được. Dứt điểm! Không vào! Dứt điểm! 1-0 dành cho các cầu thủ Sài Gòn Titan. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Một miếng đánh đầu biên căng bóng vào cột 2 và người di chuyển đó là Vũ Ngọc Lân. Và phối hợp dứt điểm quá đơn giản rồi các bạn. Lỗ hổng là rất lớn trong tình huống vừa rồi và cú dứt điểm chắc chắn của Lê Quốc Nam đã đưa bóng vào góc phải khung thành. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Vâng, không có một cầu thủ nào đứng ở đầu bóng trong tình huống vừa rồi. Và chúng ta thấy rõ ràng đây, góc sút này, góc quay này, lỗ hổng là quá lớn. Cơ hội, dứt điểm. Như vậy là vẫn có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Sài Gòn Titan. Và dứt điểm, dù thủ môn đã chạm tay vào bóng nhưng không thể đẩy ra phía ngoài. Thưa quý vị các bạn, hãy xem lại tình huống vừa rồi. Đó là pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân của Chí Trí. Tấn lực. Nhờ vậy là bóng đã nằm gọn ở trong lưới thưa quý vị các bạn. Chúng ta hãy xem lại tình huống vừa rồi. Cú dứt điểm nối rất nhanh, mặc dù bóng đi không mạnh, tuy nhiên đã khẽ chạm vào chân của Giang Râu và đi đổi hướng, bóng đi vào góc xa khung thành. Quyền giả thân mến, lội tổng hợp thứ 6 và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng Phan Doãn Dũng có thể có được bàn thắng dành cho các cầu thủ Luxury Hạ Long hay không. Với kinh nghiệm trận mạc của mình thì rất nhiều lần Phan Doãn Dũng đã đứng trước những tình huống như thế này. Lần này thì hãy cùng chờ xem. Phan Doãn Dũng dứt điểm, không vào. Còn Tri Kiệt tận lực. Đây là cơ hội, dứt điểm, không được. Quyên giả thân mến, như vậy là thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất trận đấu giữa Luxury Hạ Long và Sài Gòn Titan Hồ Chí Minh đã khép lại. Và lúc này thì lợi thế đang nghiêng về đội bóng Sài Gòn Titan Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng nghĩ là trên phút và sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu này. Khả năng hỗ trợ kể cả phòng ngự và tấn công của số 5 là khá toàn diện. Quay trở lại với diễn biến trận đấu, lúc này thì các cầu thủ áo vàng lại cướp được bóng rồi. 3-2, chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này. Không thể vượt qua. Tân Bình tại thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ của lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2024. Đó là pha dứt điểm của các cầu thủ Luxury Hạ Long. Và vừa rồi là một màn phối hợp rất có nét đầu tiên của các cầu thủ Luxury Hạ Long trong trận cầu đây. Tuy nhiên pha dứt điểm vẫn còn hơi hiền và chưa thể đánh bại được thủ môn bên phía đội bóng Sài Gòn Titan. Một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ Sài Gòn Titan. Dứt điểm. Cơ hội. Như vậy là tiếp tục một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Sài Gòn Titan. Người ghi bàn đó là Huỳnh Tấn Lực. Một miếng đánh, một bài đánh phạt góc mà chúng ta đã thấy các cầu thủ Sài Gòn Titan tập luyện rất nhiều, kể cả trong thời gian khởi động trước trận đấu.
đánh đầu, pha đánh đầu ngược của Tấn Lực. Mất bóng rồi, dứt điểm quá hay, một tình huống xử lý ở góc hẹp cực kỳ hay và táo bạo luôn các bạn. Một bàn thắng đậm chất kỹ thuật của chiếc áo số 21 bên phía Sài Gòn Titan, đó là Văn Toàn. Hãy xem lại tình huống vừa rồi, cướp bóng, lắc bóng rất nhẹ nhàng và đưa bóng vào khe nách của thủ môn. Không có cơ hội nào cho thủ môn bên phía đội bóng Luxury Hạ Long. Vẫn còn, có bàn thắng không? Dứt điểm! Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt dành cho các cầu thủ Luxury Hạ Long. Và người vừa có pha băng vào ghi bàn đó là Phan Doãn Dũng. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Một đường truyền về chốn không người và Phan Doãn Dũng đã có tình huống băng vào rất nhanh thưa quý vị các bạn. Vào không? Như vậy là bóng vẫn nằm trong lưới. Dù đã rất cố gắng rồi các bạn, tuy nhiên không thể phá được pha bóng vừa rồi. Ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Người có pha chịu cản cuối cùng là Trung Hiền. Tuy nhiên Quốc Huy đã có mặt ở vị trí gần với Trung Hiền và một tình huống dứt bóng đưa bóng đi vào lưới đối phương. Tỷ số lại được nâng lên thành 7-1 thôi các bạn. Tuy nhiên cho đến lúc này thì Sài Gòn Titan vẫn đang giữ vững được thế trận. Họ đã thoát khỏi những tình huống đeo bám đến từ cầu thủ Luxury Hạ Long. Bây giờ là cú dứt điểm! Rất đẹp mắt thưa quý vị các bạn. Bóng đi chìm và vào góc dưới khung thành. Hoàng Nhật đã có tình huống dứt điểm, bóng đi căng như kẻ chỉ. Dù đã chạm tay được vào bóng, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Dương vẫn không thể đẩy bóng ra ngoài an toàn. Dứt điểm. Tiếp tục là một bàn thắng mà các cầu thủ Sài Gòn Titan đã chơi pressing và tận dụng sai lầm của đối phương. Như vậy là Quốc Nam một lần nữa điền tên mình lên bảng điện tử thưa quý vị các bạn. Và cho đến lúc này thì thấy trận được giữ vững với một cách biệt rất lớn dành cho cầu thủ Sài Gòn Titan. Đây là cơ hội, dứt điểm, không vào, cũng chưa thể có được bàn thắng thứ hai dành cho Luxury Hạ Long. Và dứt điểm vừa rồi là của Võ Ngô Tiểu Bảo. Trường Giang không được rồi. Quang Nhật mất bóng rồi, vẫn đang là giang đầu đối mặt, không được rồi, quá sâu, không có khoảng trống để giang đầu có thể đưa ra được cú dứt điểm. Chí Trí. Như vậy là bóng lại nằm gọn ở trong lưới nữa rồi thưa quý vị các bạn. Khá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi. Ta hãy cùng xem lại tình huống này. Vâng, tình huống tưởng chừng như là không có gì nguy hiểm thì nó lại thành bàn thắng. Và tỷ số là 11 dành cho các cầu thủ bên phía Sài Gòn Titan trước Luxury Hạ Long. Như vậy là hết giờ thưa quý vị các bạn. Sau hai hiệp thi đấu thì trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ lượt đi của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2024 đã khép lại với chiến thắng với tỷ số là 11 nghiêng về phía các cầu thủ Sài Gòn Titan Thành phố Hồ Chí Minh trước Luxury Hạ Long. Một trận cầu mà dù Luxury Hạ Long đã rất cố gắng nhưng họ không thể có được chiến thắng trước đoàn quân huấn luyện viên lão làng Phạm Minh Giang.